Xin chào, hôm nay là chiều chủ nhật, sau 6 giờ chiều rồi. Hôm nay mình cũng rảnh nên ông xã chở đi vòng vòng cái khu nhà mới. Mà hồi xưa cái khu này là khu nhà của chính phủ đập ra để bây giờ xây nhà mới và cho người dân ở nè. Nhìn nhà chính phủ, thấy nhà chính phủ chưa? Nói chính phủ chứ nhìn vô thì không ai có thể biết là nhà chính phủ hay nhà tư nhân. Bên tay trái mình là các bạn thấy một cái khu phạc lớn. Khu này có công viên, có chỗ cho mấy đứa bé đi chơi và những người lớn đi bộ. Sau khi ăn cơm chiều xong, họ có thể đi vòng vòng để dạo mát mà vừa exercise cho cái cơ thể khỏe. Bây giờ hãy cùng bà Tám đi vòng vòng nha. Tất cả những cái khu nhà chính phủ trong đây thì chính phủ đã mướn một cái công ty kêu là The New Leaf, nó làm anh home home and land package, giá rất rẻ so với những cái công ty xây dựng nhà cửa khác. Trong đây chính phủ cũng ngoài việc cấp cho những người đã từng ở nhà chính phủ trước đó, chính phủ cũng bán thêm cho căn nhà cho tư nhân, nhưng mà so với các công ty khác ở đây, nhà tư nhân bán rất là với giá rẻ. Đó, nhà chính phủ đó các bạn ạ. À, thực ra nhà chính phủ nó khác với nhà tư nhân, là nhà chính phủ cấp cho những người dân không có việc làm, hay là những người già lớn tuổi không có đi làm, hay là thì chính phủ cấp cho họ ở. Nhưng khi mà họ nộp đơn thì phải sau 10 năm thì mới được một căn nhà chính phủ đó các bạn ạ. À, không dễ dàng đâu. Còn nhà tư nhân, tại sao nhà tư nhân mình phải bỏ tiền túi của mình ra và phải ký cái số nợ của nhà băng, và phải trả mỗi 2 tuần hay là 1 tháng? Tại vì ở đây nói là Úc nhưng mà người ta không có tiền mặt nhiều để trả hết một căn nhà, nên chỉ mượn tiền nhà băng và trả góp mà thôi. Bây giờ cùng mình đi tiếp nha. Đó, nhà chính phủ như vậy đó các bạn ạ. À, nhưng nhà chính phủ thì mình có thể làm thêm trước cho nhà mình trở nên đẹp hơn, nhưng mà mình phải xin phép của chính phủ đó. Các bạn thấy chưa? Đây là cái khu đất mới mà có nhiều con đường rẽ ra lắm nè. Trên đây trong khu này hơn 1.000 căn nhà đó, đó nó tạo thì nó làm thêm những con đường đất mới, con đường mới là vậy đó. Hôm nay trời dịu dịu, cách đây 1 tiếng trời mưa râm râm nhưng mà bây giờ nó đã ngưng rồi, nên mình tranh thủ đi quay một chút để cho mọi người xem đó. Thôi mình xin chào nha, hẹn lại clip sau. Bye bye.